chắn được buồn. Vậy anh hãy đến nơi ở bên em cũng chẳng được lời. Vậy em sẽ ra đi để anh bình yên. Người ta nói nếu yêu ai đợi sầu thì có lẽ ta sẽ hy sinh sẽ cả bản thân mình. Vì tình yêu em dành cho anh lẽ anh rất nhiều nên em sẽ đành lòng để anh bước đi. We'll be right back.
đôi thứ. Hóa ra là em không thể nào có được một hạnh phúc cho mình. Thế nhưng khó hơn khi em không muốn mình ngừng yêu anh. Tình thì đã thương nhau. Anh đã cố gắng bước hết phong trào nhớ em, vì tim luôn có em nói.
không có.